copy of Ren in Saigon. Xin chào các bạn, trong video này tôi sẽ chia sẻ hướng dẫn các bạn cách download và cài đặt driver in qua cổng Wi-Fi cho máy in Canon 6030W trên hệ điều hành Windows 11. Đầu tiên, các bạn sẽ kết nối cáp nguồn cho máy in. Đây, cáp nguồn cho máy in các bạn sẽ cắm vào chỗ này. Và để cho việc cài đặt in Wi-Fi được dễ dàng thì các bạn sẽ kết nối cáp in USB luôn nha. Đây, cáp in USB. Một đầu cắm vào trên máy in và một đầu còn lại các bạn sẽ cắm lên trên máy vi tính của các bạn. Trong video này là tôi cắm lên trên cái laptop của tôi ha. Và bây giờ chúng ta cùng vào Windows để tiến hành download và cài đặt driver in qua cổng Wi-Fi nha các bạn. Mời các bạn cùng theo dõi. Và bây giờ trên máy vi tính, các bạn sẽ lít chuột phải vào cái biểu tượng Deep PC và chọn Properties. Ở đây chúng ta có Windows 11 Pro phiên bản System Type 64-bit. Sau đó các bạn sẽ vào Google và gõ từ khóa là driver Canon LBB6030W Win11 64-bit. Enter. Các bạn sẽ chọn cái link đầu tiên của vn.canon support nha các bạn. Rồi, ở đây, driver, các bạn lít vào chữ tải về. Yes. Và driver được download về ở ngay chỗ này. Bây giờ tôi sẽ mở nguồn máy in lên nha các bạn. Thì máy in sẽ khởi động. Bây giờ tôi sẽ vào cái control panel. Các bạn sẽ vào cái mục Device Winter. Đây, sau khi các bạn cắm kết in, cáp in kết nối giữa máy in và máy tính và mở nguồn lên thì Windows nó detect dò ra thiết bị phần cứng mới. Đây các bạn thấy đây. Trường hợp các bạn không thấy hiển thị báo cái này thì các bạn có thể kiểm tra lại ha. Ví dụ như cáp USB của tôi nè, chưa cắm. Tôi vừa mới rút ra các bạn. Thì các bạn kiểm tra lại có thể là đổi cổng cắm hoặc là đổi dây cáp USB. Dây cáp USB thường rất là khó hư, rất hiếm, chứ không phải là không có. Nên các bạn kiểm tra có thể là các bạn cắm ở cổng đằng trước, cái thùng servo á, các bạn có thể chuyển ra cái cổng đằng sau lưng. Đây, Windows 11 nó sẽ tự động nó dò nhìn thấy luôn cái phần cứng của máy in này. Ở tab Advanced ạ. Các bạn thấy ha, driver của Windows tự động nhận là phiên bản V4 nha các bạn. Thì trong nhiều video cài đặt driver máy in á, hay là máy photocopy, mình hay khuyến khích các bạn là nên download driver từ trang chủ về để các bạn tiến hành cài đặt hoặc là update driver để cho cái máy in của các bạn nó hoạt động ổn định. Nó không in ra bị những cái trường hợp là in ra những cái mã lỗi ký tự nha các bạn. Một số trường hợp thì driver không tương thích, máy in cực kỳ chậm. Ok, bây giờ chúng ta quay trở lại. À, ngay chỗ này mình mở ra cho các bạn xem luôn. Bọt đang cổng USB nha các bạn. Đang là cổng USB. Ok. Rồi, chúng ta quay trở lại cái driver sau khi download xong. Các bạn mở lên. Các bạn chọn Yes. Đây, phiên bản driver sau khi giải nén ra thì nó có cái phần mà network setting tool nữa các bạn.
Cái này để chúng ta thiết lập kết nối cấu hình cái cổng in wireless cho cái máy in Canon 6070, nó kết nối đến cái wifi, cái wireless của nhà các bạn hoặc là của cơ quan công ty của các bạn. Rồi sau đó bạn sẽ là add cái driver vào, add driver in vào theo cái cổng mà kết nối qua wifi các bạn. Lúc này thì nó đã cấp một cái địa chỉ IP, chúng ta sẽ add cái địa chỉ IP của máy in vào và cài đặt thôi. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ vào phần Network Setting Tool. Rồi các bạn nhìn thấy cái file application mà bằng đích chuột phải lên. Chọn Run as Administrator và bấm Yes. Rồi, ở đây chúng ta có ba cái tùy chọn. Kết nối qua Wired LAN Connection, tức là kết nối qua cổng mạng LAN. Thì cái máy in này nó chỉ có cổng in Wi-Fi thôi và cổng in USB. Ở đây chúng ta có hai cái tùy chọn, thì hiện tại là đã được kết nối qua cổng USB rồi. Thì bây giờ chúng ta đang cấu hình cái phần Network Setup Tool, tức là chỉ có phần mạng LAN có dây và mạng không dây thôi. Các bạn chọn Wireless LAN Connection và bấm Next. Đó, cái này là do cài đặt in lần đầu tiên nên là chúng ta sẽ chọn cái dòng phía trên nhé các bạn. Yes, I want to configure Network Setting. Chúng ta sẽ cấu hình lần đầu tiên. Đó, các bạn chọn thì chọn Easy Setup Net. Thường bạn thấy một số cái modem Wi-Fi này kia đó, nó có cái nút WPS mà. Thì thật ra là nó hơi bất tiện, tại vì một số trường hợp wifi của các bạn ấy, nó đâu phải lúc nào cũng nằm gần kế bên. Một số trường hợp nằm tốt trần nhà, trên la phong. Nên là các bạn sẽ chọn cái tùy chọn bên tay phải này ha, My Wireless LAN Access Point, và bấm Next. Rồi, lúc này á, nó có mấy cảnh báo nè. Turn on máy in, tức là mở nguồn máy in lên. Nếu mà đã mở, nếu mà đã sẵn sàng á, tắt nguồn và mở trở lại một lần nữa. Rồi, kết nối cáp in USB từ máy tính đến máy in nha các bạn. Đây, nó có những cái hình hướng dẫn ha, rất là chi tiết. Rồi, các bạn bấm Next. Bây giờ nó sẽ dò tìm những cái wifi gần máy in nhất. Rồi, sau khi nó dò tìm thì ra một clip luôn. Do cái hệ tính phát này mình có đánh để dấu nên là nó lỗi phông các bạn. Rồi, mình chọn cái hệ tính phát cái dòng đầu tiên và bấm Next. Rồi, bây giờ các bạn sẽ nhập password vào, password của cái wifi á. Rồi sau đó bấm Connect. Tiếp theo, cảnh báo Disconnect the USB cable and then click Next. Rồi bây giờ các bạn sẽ rút cáp in USB kết nối máy in và laptop, máy tính của các bạn rút ra. Sau đó bấm Next. Đây view cận cảnh cho bạn xem. Lúc này cái đèn wifi trên máy in nó đã sáng đèn lên rồi các bạn thấy ha. Đây.
cái đèn màu xanh da trời, màu xanh biển nó đã sáng lên. Cái đèn màu xanh phía dưới là cột nút nguồn. Như vậy là chúng ta đã cấu hình kết nối qua LED cho cái máy in Canon 6030W với hệ thống mạng của chúng ta thành công các bạn. Rồi, bây giờ cho màn hình máy tính thì bấm Exit. Lúc này là chúng ta mới cấu hình kết nối qua LED cho máy in và hệ thống mạng thành công. Ra và in là lúc này chưa có gì ha. Thì cho bây giờ chúng ta sẽ vào cái dòng thứ tư dưới nè. Đây các bạn mở lên. Do cái window của mình lúc nãy đầu tiên video mở lên thì là phiên bản 64 bit nên mình chọn X64 nha các bạn. Bạn nào mà máy tính 32 bit thì chọn 32 bit ở dòng cái thư mục phía trên. Mình 64 bit rồi, vào đây. Các bạn có thấy một cái file tên là setup. Cái tay nữa các bạn, application nè. Mấy file application là những cái file kích hoạt những file chạy các bạn. Các bạn lấy chuột phải lên chọn Run as Administrator và chọn Yes. Yes. Rồi. Đây các bạn thấy ha, chúng ta có ba cái tùy chọn Standard. Tức là nó sẽ search search tìm kiếm ở này trong hệ thống mạng và cài đặt. Rồi, Custom. Custom này là chúng ta sẽ cài đặt theo cái địa chỉ IP các bạn, mình sẽ add thủ công. Còn cái dòng phía dưới này là cài đặt in qua cổng USB. Thôi, mình không có cài USB nha. Mình chọn cái dòng ở giữa, chọn cách tâm đây ha. Sau đó bấm Next. Rồi đây, các bạn thấy ngay chỗ này nó hiện ra như thế này thì chưa có gì hết, nó cái bọt nữa bạn. Nó set là chưa có gì hết. Các bạn sẽ bấm vào chữ Export. Chọn Standard TCP duyệt IP Port và bấm Next. Rồi, bây giờ cái địa chỉ IP này ở đâu ra? Các bạn sẽ bấm vào cái nút biểu tượng mấy tờ giấy nè bạn, có mũi tên xuống nè ha. Các bạn bấm giữ luôn. Nghe cái máy in mà nó chạy cái tiếng cơ khí mà nó quay á, các bạn buông tay ra thì máy in ra một cái tờ thông tin cấu hình, địa chỉ IP các thứ. Đây các bạn thấy. Cái địa chỉ IP của máy in lúc này là 192.168.88.79. Rồi các bạn sẽ nhập vào 192.168.88.79. 79 phát tài nha. Rồi, bấm Next. Finish. Rồi, lúc này ngay chỗ chữ bọt, các bạn thấy cái dòng 192.168.88.79 đã được thêm vào. Rồi, Green tên em, set as default. Các bạn tích vào đây để chọn cài đặt máy in mặc định. Các bạn có thể đặt tên lại ở chỗ chỗ này ha. Các bạn thấy nè, ở trong máy đã có một cái driver rồi. Thì ở đây thêm một cái driver nó ra hiện lên cái dấu ngoặc số 2 nha các bạn. Rồi, bây giờ mình bấm Next. Rồi, Start. Bình thường phần cứng mà các bạn cài đặt driver in xong thì nhớ khởi động lại máy tính ha. Các bạn tích chọn vào đây là restart lại. Còn tôi thì tạm thời mình không khởi động ha, mình đang làm video hướng dẫn nè. Rồi các bạn sẽ bấm exit. Rồi, như vậy là chúng ta đã cài đặt driver in qua cổng wireless cho máy in Canon LPB6030W trên hệ nền Windows 11 xong rồi các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ vào trong cái kênh cho panel lại. Đây, các bạn thấy cái kết nối cổng USB nè. Lúc nãy mình đã rút cáp in USB ra thì bây giờ nó báo là status offline. Nên bây giờ mình sẽ cắm lại luôn cho các bạn xem. À khoan, để in qua wireless, test wireless trước trước cái đã. Rồi đây. Sau khi cài đặt xong thì chúng ta lít chuột phải lên cái biểu tượng Canon LPB6030 nè ha. Và chọn Printer Properties.
các bạn lấy vào chữ bọt nè, thì cái địa chỉ IP nha các bạn. Nếu bạn cài đặt in qua cổng wallet đó, thì ở chỗ này nó sẽ là địa chỉ IP chứ không phải là cổng USB ha. Rồi chúng ta vào tab Scenario, kiểm tra lại khẩu giấy. Bình thường mấy máy in Canon này sau khi cài đặt xong thì paper size nó lúc nào cũng A4 mà. Rồi bây giờ click vào chữ Green Test Bay thì máy in ngay lập tức in. Hiện tại là đang in qua cổng wallet nha các bạn. Quá đơn giản. Rồi, bây giờ tôi sẽ cắm cái cáp USB vào để cho bạn xem. Rồi, cái này nó đã sáng lên luôn ha. Cái icon nó sáng lên luôn nè. Bọt USB ha. Bây giờ các bạn in qua cổng USB và cổng Wi-Fi đều được hết nha. Rồi. Các bạn thấy driver sau khi cài đặt xong thì nó không có chữ V4 nha các bạn. Đây. V4 là cái driver bản Windows tự nhận nha. Còn cái driver cài vào đây, trên này nó không có chữ V4 thì các bạn để ý nha. Ngay chỗ này các bạn cũng thể là tùy chọn phiên bản driver cho cái máy in các bạn cài đặt luôn ha. Như vậy là tôi đã chia sẻ hướng dẫn với các bạn cách download cài đặt driver in Wi-Fi trên máy in Canon LB6030W xong nha các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và xin hẹn gặp lại trong các video tiếp theo. Nhớ bấm đăng ký kênh, like, share, subscribe, bật chuông để luôn luôn được nhận những video chia sẻ mới nhất nha các bạn. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào.